lại trời lại Phật là cầu nguyện là phù hộ cho gia đình con là năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc, là tiền là vô như nước mà đi ra là không có đường nào đi ra. Mới nhớ ra anh, sao giờ này mà cái con Phúc nó chưa đến nhỉ? Nó mới hứa với mình là hôm nay nó đến nó xong nhà mà. Anh cũng biết nữa, nãy giờ gọi điện nó khoảng chục lần rồi mà chưa thấy trả lời, chắc nó đang chạy xe. Nhưng mà em yên tâm đi, anh có sơ cua thêm một đứa nhân viên của anh rồi, nó tên Mắng. Anh điên à? Anh kêu con Mắng đến để cho cả năm nhà gia đình mình bị Mắng chửi à? Ở đây á là Mắng là không có G, may Mắng em hiểu không? À may mắn rồi, rồi thế thì em chịu. Ừ, nó là người Hoa, họ Thiếu, tên đầy đủ là Thiếu May Mắn. Rất là có duyên vào đầu năm. Anh đừng có cho nó bước chân vào cái nhà này nhá. Anh giỡn với em thôi chứ trên đời này làm gì có ai họ tên kỳ vậy, đúng không? Được. Ai đấy? Bạn em hả? Đâu có, bạn anh à? Không phải. Con nào trông ngơ ngơ đi vào đây nhỉ? Ôi, rồi tự tiền nhé. Hiểu rồi, hiểu rồi. Chắc lộn, để đuổi ra khỏi. Chị ơi, chị làm ơn đi ra khỏi nhà của tôi. Tự nhiên chị là ai thì bước vô đây vậy? Có ai hỏi tên đâu mà tự nhiên hỏi người ta là ai. Ai thế à? Hỏi tên, phải vô phải biết tên người ta. Cảm phiền chị có thể cho chúng tôi biết quý danh không ạ? Trả lời xong đi rồi ăn nhé. Lệ. Lệ. Đầu năm đầu tháng mà tự nhiên tên Lệ là thế nào? Lệ nhà xác. Thôi, dùng vũ lực đi anh, đẩy nó ra ngoài. Đi ra khỏi nhà tôi đi chị ơi. Đầu năm đầu tháng đi khám. Mẹ ơi. Đuổi, để đâm thuê chém mướn. Không có. Con nói gì vậy? Cái gì đầu tháng gì? Sao đâu nói tới mà con đuổi ta vậy? Đây là con trai của cô. Đây chị này là vợ, hiểu không? Hai người này hiền lắm. Hiền thiệt là hiền luôn, không có vấn đề gì nha con. Ý mẹ nó là bị điên á hả? Trời ơi, bị điên như cô. Ngồi xuống. Chuyện là vậy, sáng nay ba mẹ đi hái lộc đầu năm á thì rồi. Gặp nó ở gần cái chỗ hái lộc đó. Nó không có nhớ gì trơn á, rồi nó thích mẹ con rồi ba mẹ đưa nó về đây thôi. Ngơ ngác gì đó con. Đầu năm mà nghe đó. Không nghĩ bà xảy ra. Chúc mừng năm mới. Cả nhà hạnh phúc vui vẻ lên. Chiều Châu. Hay à. Thôi giỡn thôi. Đây lì xì. Cảm ơn. Lì xì lấy hơn. Đây. Cảm ơn chú. Lì xì con luôn. Ủa? Ai đây? Đừng hỏi, tới mai luôn á. Bé này vợ chồng tôi sáng đầu năm gặp nó rồi không nhớ gì hết. Mới đem về đây để cho nó từ từ nó nhớ gia đình nó ở đâu. Ôi trời, đầu năm đầu tháng mà anh chị hốt cái này về nhà là anh chị làm phước dữ dội lắm á nha. Năm nay là ta nói thành công tới với anh chị nghe. Đây nè, sẵn đây nói luôn. Ê, cháu trai của tôi nè, đẹp trai không? Nó tên Tháo đó. Rồi nó năm nay nó xong đất cho tôi. Cái tôi nhớ là nó tên Tháo. Tôi mới hốt nó qua đây, sẵn nó xong cái quán cho anh chị luôn. Năm nay anh chị là buôn bán là thắng lợi. Anh trai, cho em hỏi. Anh tên Thắng là được rồi, em thấy ngon rồi đó. Cho em hỏi cái tên lót của anh đi. Tên Đức Thắng. Đức Thắng là Đức luôn á. Chú, cảm phiền mời chú và anh đi ra về. Sao vậy? Ủa sao vậy? Đức Thắng là thôi đó, là coi như cuộc đời con người mà không có Thắng là nó xuống tù đất luôn. Đúng rồi. Không. Vậy là cái gia đình mình hiểu theo cái nghĩa khác rồi. Hiểu theo cái nghĩa của tôi là ngon lành lắm á. Đức năng Thắng số. Có nghĩa là ở có đức là làm cái gì cũng thành công. Hiểu không? Vậy là thiếu thằng năng với thằng số. Có nghĩa là anh đi là anh phải đi đủ đức và thiếu ông năng với ông số nữa. Không, chị kêu kiếm chị cho cả bầy tới nhà cho nó tốn cơm. Đức Thắng là có nghĩa là đức năng Thắng số. Không có, đức Thắng mà đi với hai teo nữa là thôi, trong cuộc đời là coi như đặt một teo là mới chết rồi. Hai teo luôn là coi còn cái gì để mà phòng lên được. Chị ơi, đầu năm là Thắng không? Vui lên đi, vui lên. Rồi chị ăn này nha, cái này không mà. Canh nha. Không luôn, không mà. Không mà. Ăn thịt kho trứng đi nè. Bực bội quá. Ngày Tết là đáng lẽ teo với vợ teo là mày đi chúc Tết hàng xóm họ hàng cho nó vui. Đáng lẽ bây giờ đang nhậu nhẹt vui lắm đâu. Mà tại vì cô đang nấu là ở lại về lại cho mày ăn á. Nên là tao phải ở lại nhà đây nè. Anh, bình tĩnh lại coi. Từ từ có gì nói nhỏ nhẹ rồi em đút cho bé ăn chứ. Ăn đi. Thả mày. Má.
Bảo Bảo ha. Ở đây đây. Tao. Nãy giờ không có phải là Bảo Hành nghe, không phải Bảo Hành. À, giờ vui không? Nãy giờ giỡn vui tao nghe. Không có vui gì hết, chị á, không có biết đâu. Hồi kỳ bữa em đi qua bên kia kìa, người ta cho em ăn xong rồi cái nguyên một đám bu vô quánh em luôn. Ủa sao vậy? Sao quánh em? Em có làm gì đâu, em không có ăn cơm. Em vô bật bếp nấu mì, rồi biết sao nó nổ cháy nhà luôn. Trời ơi. Cháy nguyên cái nhà xong người ta quánh em. Đúng rồi. Quá trời. Nghĩ làm sao mà vô nhà người ta đốt nguyên cái nhà người ta mà người ta chỉ quánh tôi là nhẹ đó bà. Ừ. Có quánh được em đâu. Hả? Em chạy trước rồi lấy gì quánh. Nè bà, con là thông minh nó nhìn cái vô. Nó quỷ rồi chứ. Em nói rồi. Em thông minh lắm. Có cái nhà chú kìa kìa đẹp lắm. Bự thiệt bự luôn. Có con cá bự như vậy nè. Xong rồi nó bơi có một mình trong cái hồ, tội nghiệp lắm. Tội nghiệp ấy. Tối nào em cũng ngồi em nói chuyện với nó hết. Hôm bữa em thấy nó buồn quá à, cái mặt nó buồn vậy nè. Cái em ẵm nó lên giường em ngủ với nó đến sáng. Xong rồi sáng hôm sau á, nó nằm im luôn. Rồi cái cô chú đuổi em ở nhà luôn. Từ đó đến giờ á, em nghe cô Lan với cả chú Hai chửi em là cái đồ não thẳng. Thiệt sự em không hiểu não thẳng là cái gì. Mà bữa nay em gặp con này, bây giờ em mới hiểu cảm giác của cô chú dành cho em. Bà nghĩ làm sao vậy bà? Cái con cá phong thủy của người ta mang may mắn cho nhà người ta, bà đi bà ôm mà cho nó ngộp chết. Bây giờ nhà người ta làm ăn thất bại rồi làm sao? Em ơi. Hả? Tự nhiên anh cảm thấy nhộn nhộn nghi ngờ. Liệm như là cái con này nó đi tới đâu là nó gieo rắc cái xui xẻo cho người ta xeo á. Thầy Liệm, bây giờ vợ chồng mình kiếm cách cho nó vô trong đầm sen nó chơi. Xong rồi vợ chồng mình bỏ vợ trước, nó bị khùng nó làm gì mà nó biết đường nó giờ lại nhà này, đúng không? Ờ đúng rồi đó, cũng có lý á. Đúng rồi. Chứ nó xui quá, nhiều khi ảnh hưởng đó. Đúng rồi. Em à, bây giờ tao em mà lỡ không ăn thì sao? Bây giờ anh chị giờ vẫn lỡ. Em đang ăn mà. Trên bé đang ăn mà. Đợi em ăn xong cũng được, xong rồi anh chị dẫn em đi chơi. Tới cái chỗ nào này là em bảo đảm em thích liền. Vui lắm, đẹp lắm. Đầm sen hả? Ờ sao biết vậy? Sao biết hay vậy? Anh chị dẫn em vô đó xong bỏ em lại đi về hả? Qua trời, nó biết hết kế hoạch của mình luôn. Hay vậy trời. Con này nó không phải là dạng khùng vừa đâu. Không phải vừa đâu, vừa đâu. Nói chung là con này nó đi tới đâu là nó gieo rất cái xui xẻo tới đó. Ngầu gần ai là nó làm cho người đó xui xẻo đây luôn. Đó thôi, em ngầu gần nó đi, anh đi lên nhà thuốc. Ủa vậy kìa, sao tự nhiên cái kế hoạch con ngồi chỗ vậy? Chị không có thích ăn cơm. Em biết rồi, chị ăn mì đúng không? Em đi nấu mì cho chị ăn. Thì em nấu mì thì được. Đừng có nấu mì. Hả? Không. Vậy ăn cơm nha. Ơi, con phụ cho. Thôi, đừng không cần đâu con. Để không, cô làm sao được đâu, rồi. Con biết làm mà. Đó, thấy chưa? Có bị đứt tay không? Dạ không. Để ly rồi đó. Đầu năm á mà mình bể vậy là nó không có hên, hiểu không? Dạ. Vậy thôi con ăn mứt đây. Ừ, ngồi ăn đi. Dạ. Con chào cô. Ừ, ngồi ghế đi con uống gì? Dạ không được rồi cô, con muốn hỏi. Gì? Hỏi thăm hả? Dạ. Sao con? Cô ơi cô, có phải là hồi sáng á cô có dắt một bé tên là Lệ, nickname là Lệ Nhạc Sáng về đây phải không cô? Ừ, thì sao? Trời ơi cô ơi, con á là chị họ của Lệ. Con đi tìm Lệ quá trời luôn á. Bây giờ cô cho con dẫn Lệ về nhà được không cô? Chị họ hả? Dạ. Ở nhà đi tìm quá trời luôn á. Vậy hả? Dạ. Thì không vậy? Mặt con đâu có giống lừa gạt đâu cô. Ừ, để cô coi coi sao. Lệ ơi. Dạ. Ra đây, trời ơi, ăn vậy. Nè, con. Dạ. Chị của con đến tìm con kìa. Hả? Trời ơi, Lệ. Trời ơi, em đi đâu mà cả nhà tìm em quá trời luôn á. Ai vậy? Em không nhớ chị nữa hả? Chị Nhi nè. Nhi nào? Trời ơi, cô thấy chưa? Giờ con em cũng không nhận ra luôn. Cả nhà đi tìm em quá trời lên, biết không? Đi về đi em. Không về. Về đi. Về với nhà được. Đến tìm con. Thì thôi con đi về đi. Không phải đâu. Cô cho con dẫn em con về nha. Cô nhà con đi tìm quá trời luôn á. Không. Để út. Bà Lan. Sao? Trời ơi, tin chui. Mấy cái cô bố mình là năm nay là phát tài
hết luôn rồi nha. Nói cho nghe, nguyên khu phố trúng số hết. Ôi sao hay quá vậy? Mỗi người trúng 100,000. Ôi 100,000 mà thiệt á, nghe cái kiểu kể của ông á tôi tưởng người mấy triệu bạc. Hàm quá. Đầu năm đầu tháng mà trúng số là hên rồi đúng không? Bởi vì đây nè, đây nè, đây là thần tài đó nha. Bởi vậy vừa vô nhà chị một cái nha là nguyên số mình hưởng phước hết trơn á. Năm nay là gia đình chị cũng hưởng á vậy. Con này con chị nó nè, con chị nó đến kiếm nó nè. Trời ơi một cặp luôn, hay quá. Ở đây hết. Ở đây đi bả nuôi nha. Nó đến hốt con này về. Con dẫn về nhà. Không, đừng có về. Trời đất ơi, tổ địa với thần tài ở trong nhà chị là năm nay chị hết á. Dạ không, gia đình con đi kiếm em con quá trời luôn, đi về rồi. Em tiêu không phải bạn đứng im. Dạ. Thổ địa đâu có ôm nhôm nhắc gì. Màu thì giống nhưng mà dáng dấp không giống. Gì? Cho con dắt em con về đi nha. Không quen. Nó cứ nói nó không quen. Đây là không quen mà đây là nói em. Ừ. Không mà quen. Tại vì nhỏ này bị thiểu năng. Dạ. Đi dạ. Bước qua đây. Chú này là bên tổ dân phố nghe con. Phó tổ dân phố. Ừ. À, qua đây đầu năm đầu qua đây. Làm sao? Con nói đây là... Dạ em họ của con. Em họ của con. Dạ tên là Lệ. Tên là Lệ. Nickname là Lệ Nhà Xác. À con có dạ. Tên gì? Dạ con tên Nhi. Bây giờ con đưa giấy tờ cho chú coi. À, chứng minh là con là chị của cháu này. Đúng rồi. Thì chú cho con dắt đi. Đúng rồi. Vậy chứ đi. Bây giờ cái người lường gạt nó nhiều quá đi. Biết đâu con dắt con người ta đi. Rồi con bán buôn. Đúng hay rồi. Rồi con lấy nội tạng. Đúng rồi. Hay là rồi con đài người ta đi bán vé số. Hay đài người đúng ta rồi. Đi. Nhỏ này đẹp quá mà. À, thấy không? Dạ giờ là giấy tờ hay à, giấy tờ đâu? Đưa ra. Giấy tờ. Dạ hồi sáng con đi gấp quá nên con để cái giỏ con ở nhà rồi. Không có đem giấy tờ gì hết á. Thôi giờ về đi ha. Dạ. Gấp thì cũng được ha. Dạ. Bây giờ con về con lấy giấy tờ đi. Rồi cái con chạy trở lại đây. Con có giấy tờ là lường gạt á. Cho nó đâu đó nó rõ nè. Lên phường. Lên phường lỡ tù á. Tới lên phường lỡ tù đầu năm đầu tháng lỡ tù. Đấy. Ít nhất cũng phải một ngày một đêm. Đầu năm nhiều tháng chú bắt con lên phường hả? Hả? Anh Phương đi. Đi đâu vậy? Anh Tú. Cứu em về. Cái gì tính tẩu tán hả? Đâu có được. Chú. Ở đây. Ủa, gì con... kỳ vậy? Sao vậy? Ủa? Vì đây hai đứa biết nhau hả? Cái gì? Thật ra là anh Tú đưa con 500,000. Kêu con á là giả bộ làm chị họ của Lệ. Dắt Lệ đi. Chứ con đâu phải là chị họ gì đâu. Con cũng không có biết gì hết. Con bán một lì xì mà. Rồi sao? Ôi trời đất ơi. Anh Tú coi như là sái vợ. Em công không rồi. Em lấy 500,000 của anh luôn nha. Rồi con đi. Em không biết gì hết á. Trời đất ơi, coi kìa nó bỏ của chạy lấy người, chạy xúc dép xúc giày. Ủa gì là vậy là sao con? Sao vậy hả? Con? Không có mẹ ơi. Ủa con sanh ra cái tánh này từ hồi nào vậy? Không có, con không muốn vậy đâu. Tại vì mẹ thấy đó, tự nhiên hôm nay ngày mùng 1 đầu năm đầu tháng, mẹ rước cái người không ra người, nói chung bị thần kinh vô, lỡ nguyên năm xui hết sao? Con nghe lời vợ con là đi ra thuê bé đó để đuổi lại nhanh đi. Chứ để trong nhà hoài. Con á, mẹ nói thiệt với con á, càng ngày á, cái tánh tình con ngộ quá, con với con Nhã đã thay đổi quá nhiều đi. Bây giờ á, nhỏ này nó vậy thì con tống nó ra ngoài. Lỡ mà nó có chuyện gì có phải ân hận cả đời không? Không có đuổi thần tài đi được. Mắc gì cũng được. Chú lỡ mua một cọc vé số rồi, để thần tài đi. Tao dò vé số xong đi rồi tính.